Ông đã hại chết em bé của tôi. Ông đã hại chết em bé của tôi. Đánh ra, đánh ra, đánh ra, đánh ra. Tôi phải giết ông. Ông đã hại chết con của tôi mà. Đừng, nè. Bác sĩ, chú thuốc ăn thần cho bà trước đi. Được, buông bà ra. Em bé. Bà về đi, bà về đi. Bà về em lại, bé bà đi. Đi, lại lên đó bà đi. Đừng lại, đừng lại. Đừng lại, đừng lại. Đừng lại. Đừng chạy nha. Cô trai à, đừng lại. Đừng lại. Đừng lại. Đừng chạy à, đừng chạy à. Chạy là bắn à. Đừng lại. Đừng lại, đừng lại. Đừng lại. Đừng lại, đừng chạy. Đừng chạy nha. Đừng chạy à. Ai cô chân đã bên, cô chân đã bên. Đừng lại. Bên đó. Em bé à. Em bé. Em bé à, con đang ở đâu vậy? Em bé. Em bé. À, nè, con chân đứng ở đây nha. Con chân đứng ở đây. Em bé. Em bé. Nè, con bé à. Nè, làm sao, làm sao? Nè, nè, con được đâu, con cho con miệng đó. Nè, tôi có học qua lớp này rồi. Cứ để cho tôi vô đi nha. Không có sao đâu, ok? Rồi, vô, con chân đứng ở đây nha, con chân đó. Đừng đó, có miệng trôn. Bác sĩ Linh à, đổi đèn pha. Em bé, em bé à, em bé, em bé. Bà bình tĩnh đi. Em bé đã chết rồi, em bé. Con à, con của tôi đã chết rồi. Con à, con của tôi đã chết rồi. Con của tôi đã chết rồi. Mami. 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 Con phải là con của tôi. Con không phải là con gái của tôi. Mami. Mami. Là con đi. Con không phải là con của tôi. Tôi chỉ có ba đứa con trai. Nhưng tụi nó đã chết hết rồi. Đã chết hết trơn rồi. Bây giờ cả đứa bé cũng chết luôn nữa. Bây giờ đứa bé cũng chết luôn. Mami. Đã chết hết trơn rồi. Mami. Mami à, nghe con nói. Con muốn má bên cạnh con như là má ruột của con. Khi con lạnh có người đắp mền cho con. Khi con buồn có người ăn ngủ cho con. Con muốn má là má của con. Đừng nghĩ tới đứa bé nữa. Là má của con đi. Chịu không? Con là con gái của má. Con là con gái của má. Con gái của má. Cảm ơn má đã nhận con. Quá wow, bé đã bỏ đi rồi. Mày nhỏ như vậy mà khôn lanh quá ha. Ê, bên này cũng có em bé nữa. Ê, bên này cũng có nữa. Ô quá, chạy nhanh quá vậy. Quay, nè, nè. Mami, mami mình về đi. Về đi nha. Mình về. Má đi theo con. Nè, đừng có sợ. Đừng có sợ, đi theo con đi. Mami à, họ đưa má về trước, lát nữa con về.
Bác sĩ Linh à, cô có biết làm như vậy nguy hiểm lắm hay không vậy hả? Tôi không thể tùy tiện bỏ bệnh nhân. Hồi nãy cảm ơn ông nhiều, làm ơn coi chừng bảo giùm tôi. Thế giới bên ngoài đang long trời lỡ đất, ông có biết những bức họa ông vẽ đều linh nghiệm hết? Thái Lan, Phi Lục Thần, Mã Lai, Đại Hàn, Nhật Bổn, Hồng Kông, kinh tế đã hoàn toàn bị suy đồi hết. Ông nhất định phải bình phục lại. Coi như vậy ông cũng được, vì mọi người cũng được. Ông nhất định phải bình phục lại. Em bé đâu có chết đâu chứ, sao chửi mắng người ta hoài vậy hả? Tôi là bác sĩ tâm lý, bất luận dùng cách nào tôi cũng nhất định trị hết cho ông. Nhất định trị hết cho ông. Bác sĩ Linh, cô thiệt dứt khoát dùng cái cách thôi miên cho ổng à? Cách thôi miên trị liệu có thể trực tiếp gây tiềm thức cho ổng, tìm ra vấn đề ở đâu. Nhưng mà bác sĩ à, tôi muốn làm phiền ông ở lại phụ tôi, để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra. Được, bây giờ không có cách nào khác, chỉ có nước làm vậy thôi. Cảm ơn. Hay quá, vậy để tôi cập nhật cho cô. Ê, bây giờ biết nói vậy phải ha? Linh dở, bây giờ ông phải nhắm mắt lại, để cho thật thoải mái. Linh dở à? Ông có nghe được nhịp đánh nữa không? Tích tắc, tích. Ông thử coi, cứ hai cái tích tắc, ông hít vô một cái, rồi hai cái tích tắc, thở ra một cái. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Ông có thể nhắm mắt lại. Có phải cảm thấy chung quanh yên tĩnh lắm không? Yên tĩnh lắm. Hai cái tay ông thả nhẹ nhàng, thật là nhẹ, nhẹ như là bong bóng đang bay lên, bay lên, bay lên. Bây giờ ông có thể để xuống. Rem của tôi nha, đừng đừng giật rem của tôi. Người chết kìa. Linh dở, ông thấy cái gì? Ở chung quanh đều là người chết không à? Máu mè quá, chạy cho người của tôi. Tôi nhớ lại rồi, tôi thấy có thằng Tây nó chạy nhanh lắm. Tôi nhìn thấy rồi, ổng là Năm Bò Leo. Ổng đem cái đại quân đó, cả đoàn bị chết hết rồi, xác chết quần phát đầy dãy hết.
Có người cầm lưỡi lê xong tới để mà đâm tôi kìa. Đừng, 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 đừng. Khổ quá. Nam Kinh. Tôi đã tới Nam Kinh. Tôi đã tới Nam Kinh rồi. Tụi Nhật Bổn, đừng có giết, đừng có giết đồng bằng của tao. Tại sao tụi mày cả con nít cả em bé không bỏ qua vậy? Đừng, đừng đó, đừng đó, đừng, đừng, tao phải giết chết tụi mày. Tàn nhạc quá, trói mắt quá, trói mắt quá. Tại sao bọn Nguyên Tử giết nhiều người quá vậy? Tại sao giết chết nhiều người quá vậy? Tại sao? Nói cho tôi biết ông còn thấy cái gì nữa? Tôi là con kiến. Bây giờ tôi là con bướm. Tôi là một ông tướng lãnh, giết nhiều người lắm. Ở trên đời thì là có nhiều tài kiếm. Nhiều tài kiếm quá. Ông hãy nghe đi. Khi mà ông nghe được một tiếng keng thì phải mở mắt ra rồi trở về quân trại. Đinh Dã, trở về đi. Mau trở về quân trại. Đinh Dã, Đinh Dã. Hiện tại ông đang trong tình trạng hôn mê, mạch với hô hấp cũng đều chậm chạp lắm. Hồi trước ở đây cũng có một bệnh nhân giống như vậy, sau khi chấp nhận thôi miên trị liệu có thể suốt đời hôn mê bất tỉnh. Mau đưa ông vô nhà thương gần đây. Được, để tôi chuẩn bị. Cảm ơn. Không gì. Quan đã. Hả? Ông còn ý thức. Đinh Dã, Đinh Dã. Ông bị gì? Giống như cao tăng nhập tịnh vậy. Nhập tịnh? Nhập tịnh là sao? Thấy ông thiệt rắc rối quá. Nè, cô coi chừng ổng, tôi đi lấy thuốc nha. Ông còn nhớ phải đánh với Thái Tứ không? Hai trận trước ông đã đánh thắng rồi. Ông mau tỉnh lại để đánh với ổng đi. Mau tỉnh lại để đánh với ổng đi chứ. Chỉ số hàng xanh đã lên tới 767.3. Đó là đã tăng cao hơn trong nhiều năm qua. Trong khi đó thì vì chịu sự ảnh hưởng cổ phiếu của Hoa Kỳ,
Bà hả? Bà phải coi chừng sức khỏe, đừng có lao lực quá. Tôi quen vậy rồi, trời xanh tôi khổ cực, phải chấp nhận thôi. Đó, thằng con tôi hồi xưa nè, nó còn tài khôn. Nó nói nó còn giàu hơn chính phủ Hồng Kông. Rồi bây giờ có còn cái gì đâu, thua hết gia tài, ngay ba đứa con cũng chết sạch. Nè, cũng như tôi, đã 80 tuổi rồi, còn tảng sáng phải thức dậy đi rang bạch quả, tự mình kiếm tiền để nuôi thân. Còn sống ngày nào thì ráng ngày đó. Đâu có sao đâu, tất cả mọi chuyện đều mây thoáng bay qua. Tự mình vượt qua được cái ải của mình là tốt nhất. Cậu chủ của tôi biết cậu đói bụng rồi. Bác sĩ Linh à, trong mấy bữa nay tình trạng của bà Hiền đã tốt lại lắm, tinh thần ổn định, trạng thái tỉnh táo. Cô chưa cực vô tới quân trại, đó cũng là xứng đáng. Nhưng rất tiếc thì đinh giả chưa hề tỉnh lại. Tôi bắt đầu lo, từ nay cũng không thể bình phục. Nếu như là thật, do tôi đã hại ổng. Bác sĩ Linh à, cô đã từng nói với tôi là đừng dễ dàng bỏ rơi bệnh nhân. Yên tâm đi, tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vậy là tốt, xin phép nha. Đinh Dở, Đinh Dở, đem hết vô trại đi nha, để bệnh nhân có xài. Mau lên đi. Bác sĩ. Hả, chuyện gì? Đinh Dở mất tiêu rồi. Hả? Tại sao kỳ vậy? Đánh ra! Tránh ra! Cẩn thận à! Thực sự thương hại tới tôi chẳng phải là cô.
cũng còn chỉ là hình bóng của chàng tôi thôi. Đừng tự trách mình như vậy nữa, phải sống cho thật thoải mái mới đúng. Anh Hiệp, tôi có cái này phải trao cho anh. Chờ chút. Cả những đồ vật của vợ anh cất kỹ cho tới ngày hôm nay. Trả anh nè. Tôi đi nha. Ê, mấy cái này không lấy hả? Đều là đồ của vợ anh mà. Lúc vợ của tôi sắp chết đó, bà đã nói nhiều chuyện thật hay, thật hay cho tôi nghe để cho tôi vui. Sau đó tôi mới ghi lại hết tất cả những câu chuyện. Tôi nghĩ đến tới lúc phải đem đàn ông trở lại. Hồi xưa có ông đại hòa thượng với tiểu hòa thượng cùng nhau lên núi Thịnh Kinh. Đi ngang qua bờ sông, thấy có người đàn bà không thể qua sông. Ông đại hòa thượng đó chẳng cần suy nghĩ đã cõng người đàn bà đó qua sông. Ông tiểu hòa thượng thấy kỳ kỳ và bực mình lắm, mới nói là nam nữ thôi thà bất thân. Qua xong rồi ông đại hòa thượng mới đẩy người đàn bà đó xuống, vẫn cùng dắt tiểu hòa thượng lên đường. Đi chẳng bao lâu, ông tiểu hòa thượng không chịu được nổi mới nói với ông đại hòa thượng: hòa thượng à, tại sao phải cõng người đàn bà? Nam nữ thôi thà bất thân đó mà. Nhưng rồi ông đại hòa thượng đó cười mỉm chi nói với ông tiểu hòa thượng: sau khi qua xong rồi tôi đã đẩy bà đó xuống, tại sao chú còn chưa đẩy xuống? Hiểu không chị? Tuy rằng tôi còn chưa có thể để xuống, nhưng tôi hy vọng có thể được. Xuất phát. Tôi thiệt hết bệnh rồi. Bác sĩ nói tôi không có thành vấn đề. Giờ cô đã trị hết cho tôi, cô phải cho tôi coi nhiều thêm nha, để cho tôi tự biết phải làm như thế nào. Tôi biết ông đã hết bệnh, nhưng có cần quan sát thêm thời gian cho cẩn thận hơn không? Ừ, có nhiều việc, không có thời hạn đâu. Cái thời điểm này xuất phát là tốt nhất. Không cần phải lo quá, cô phải ở bên cạnh với tôi. Ừ. Đi đi, đi. Ông thì phải đi à? Tụi tôi đi làm việc thôi, làm xong phải trở về. Má Mì à, sau khi con đi rồi, má phải nhớ uống thuốc đúng giờ, nghe lời bác sĩ nha. Má biết rồi, má không bao giờ điên cùng bậy bạ nữa đâu. Nếu má còn trở vô bãi mình đó, con không có đây ai tới cứu má chứ. Nè, nói chuyện xong xuôi rồi phải trở về ngay đó, má thiệt nhớ con lắm. Con biết rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ coi chừng cổ, không cần phải tiễn đưa về đi. Má cẩn thận nha. Ờ, bye bye. Bye bye. Cảm ơn cô đã trị hết bệnh cho bà Hiền. Không cần cảm ơn, tôi là bác sĩ, là trách nhiệm của tôi mà. Nhìn là con của bà cũng là trách nhiệm. Kiếp này được làm con của bà không tốt hay sao? À, nè, sao chuyến này ông chỉ dẫn mình tôi đi vậy? Chuyến này đi lo chuyện lớn, cũng là chuyện của cô. Chuyện gì mà lớn lao quá, có thể nói ra được không? Có nhiều chuyện cứ nói mãi rồi, sao trở thành sự thật. Thái tứ ở 20 năm về trước đã nói láo. Ông nói ở Đông Phương sẽ xảy ra một vụ khắc tình. Chỉ có cổ thần Đông Phương này mới có thể là đối phó được với ông. Thì ra là một cách nói láo, một tay của ông áp đặt. Ông đâu có ngờ cách nói láo này 20 năm sau trở thành trù ẻo. Thật ra Thái Tứ trong 20 năm nay đã tự trù ẻo chính mình. Cho nên là cuối cùng Phương Thanh Hiệp cũng sẽ trở thành một cổ phần chính thức. Thiệt hả? Thiệt. Bây giờ mình đi giúp hắn. Nè, cho nên là tôi mới nói, cái chuyện lớn lao này cũng chính là chuyện của cô. Giữa cô với hắn đó sẽ có một cái liên quan ba khởi ba trầm. Đã tới lúc phải đi hoàn thành nó. Ông có nói ra rồi thì sẽ mất linh.
Có phải bây giờ thiệt vô sự hay không? Cái đó chỉ là nói thoáng, cũng không có khác gì bé Hiệp cuối cùng cũng đã trở thành khẩu thần. Có nhiều cái tới lúc rồi thì nó cũng xảy ra, có sửa mấy thì cũng không có sửa được. Cái chuyện giữa cô với hắn đã được đặt để sẵn sàng rồi. Nếu như là định số rồi còn đắn đo làm gì? Tại tôi hơi lo ngại vậy thôi. Tánh của con người đều thích mạo hiểm đó mà. Đừng làm vậy nguy hiểm lắm. Tánh của con người khi gặp nguy hiểm chỉ biết lo lắng, còn mọi gì khác thì không cần phải biết tới. Cô nên tin tưởng, cô đã trị hết cho tôi. Tôi không thể nào tự nhiên lại chết đâu cô. Mai mốt đừng chơi kiểu này nữa nha. Tôi đâu có phải là giật chơi. Thoải mái đi. Cô rất kiên cường mà. Cô đã liều cái chết dẫm vô bãi mìn để mà cứu bệnh nhân. Chứng minh cô là người rất tốt, rất là can đảm. Đó là người đàn bà can trường. Không có gì làm khó được cô đâu. Không cần phải khen tôi. Cuối cùng đã để ông biết được tôi sợ chết. Còn cái gì giấu nữa. Biết trước vậy hồi nãy đâu cần phải xấu hổ. Dù sao bà cũng nghe lời của ông nói. Cho dù có lấy tài đỡ bà cũng mặn thừa. Chỉ cần ông nói thì bà nghe lời rồi. Tôi rất là thích cô thế này. Cô biết là tôi quen cô bao nhiêu lâu nay, chưa từng thấy cô nói đùa đó. Vậy từ nay tôi sẽ nói hoài. Được chứ. Cô Diệu. Anh tỉnh lại rồi hả? Anh chịu kiếp tôi rồi à? Ê, tại sao anh lại biết dự là tôi làm ở đây? Hộp cơm cô đưa cho tôi đó, có cả địa chỉ ở đây nè. Phải à? Sao tôi lại khờ quá? Tôi thì lại khờ quá đi. Xin lỗi nha. Tôi muốn mượn cô chút xíu tiền, với lại mượn cô chút thời gian. Sao anh lại ở bên cạnh chị? Tôi cũng không biết. Tảng sáng là anh đã tới tiệm kiếm tôi rồi. Tôi đã cho anh mượn 5.000, cho nên anh mới tới cái chỗ này. Đứng coi riết coi mãi không ngừng, cái buổi trời còn chưa ra tay. Tôi đã ngủ một giấc rồi đó. Vậy tức là anh đã nghĩ thấu rồi đó. Còn 15 phút là họ đóng đó nha. Được. Loại 238. Cái loại 238 này đã tụt nhiều lắm rồi. Tôi tới đây để coi nó còn lại bao nhiêu. Anh còn đi vô làm gì nữa? Nè. Ây da, tiền của tôi đó. Tôi đã nói 238 sẽ tuột mà. Xe thì cũng do chị nói đã học hơn hơn nhiều. Đói bụng không? Ăn cơm đi. Trả tiền lời rồi đó. Anh cùng sao mượn có một ngày đã trả tiền lời. Vậy thì mai mốt trả tính nhiều hơn. Anh cất vô đi để mà xài. Tôi cầm trong tay 40.000 đồng bạc đã dư rồi. 33 đồng. Dạ. Anh làm gì vậy? Một dĩa cơm 33 đồng. Bộ anh thì tính rõ ràng với tôi phải không? Cô nói đúng lắm. Tôi không muốn lời thôi. Tốt hơn hết không ai nợ ai. Anh muốn chia ranh giới với tụi tôi phải không? Phải, anh nợ của tụi tôi nhiều quá, anh trả nổi sao? Phải, chuyện hồi xưa không cách nào trả nổi. Nhưng nếu tôi còn ở bên cạnh mấy cô,
thì sẽ càng nợ càng nhiều. Lúc đó suốt đời tôi cũng trả không nổi. Bây giờ anh muốn làm gì? Anh muốn chơi sang trọng. Anh chưa từng sang trọng vậy đâu. Ở trước tôi biết tôi hơi tội bại lắm. Về những cái chuyện tình yêu như vậy đều rắc rối lôi thôi, không được dứt khoát. Nhưng mà trải qua biết bao nhiêu chuyện tôi đã nhìn kỹ rồi. Ở trên đời này không ai có thể thay thế được vợ của tôi là bà Mai. Tôi không phải chơi sang trọng mà cũng chơi không nổi. Tôi đã rất rõ ràng, nếu còn không cự tuyệt thì sẽ ôm nhau mà chết. Một mình tôi chết được rồi, hai cô ấy sống cho thoải mái. Mấy cô khỏi cần làm cho tôi bất cứ điều gì nữa. Nói vậy là anh bây giờ đã chết rồi. Tôi không phải muốn chết, tôi phải đi. Khỏi cần cản tôi. Thôi đi. Cô nói tới đâu cũng không có cầm được ảnh nữa. Tôi đọc báo chí biết được chuyện của anh rồi. Đừng nói cái đó nữa. Tôi đã đi Thái Lan, cô có thể giúp cho tôi người thông dịch được không? Không thành vấn đề, chỗ bạn bè với nhau anh nhờ tôi phải lo cho xong chứ. Tôi sẽ đi chuyến bay nhanh nhất qua Bangkok Thái Lan. Được rồi, anh bay qua tới bên này, người anh cần sẽ ra phi trường đón anh. Cảm ơn. Phi trường. Cảm ơn. Anh Hiệp sẽ qua tới đây đó. Tại sao dường như cái gì ông cũng biết trước hết vậy? Tôi còn kiếm một người để hướng dẫn nữa mà. Linh à, làm phiền cô tạm thời hướng dẫn giùm nha. Ở đây đi Bangkok, lộ trình khoảng 2 tiếng. Xuất phát đi. Chu Đi, cảm ơn nhiều. Không cần khách sáo. Tuy rằng tôi với ông chỉ mới quen nhau, nhưng mà tôi và ông đều muốn giúp cho anh Hiệp. Tiếp theo chuyện mà xảy ra thì cô khổ tâm lắm. Chuẩn bị tâm lý đi. Yên tâm, dẫm vô bãi mìn tôi cũng dám. Còn sợ cái gì nữa? Tôi sẽ ở nhà của bà Hiền. Địa chỉ và điện thoại thì cô cũng biết đó. Có cái gì cô cứ gọi cho tôi. Được. Thoải mái đi. Nên nhớ kỹ, tất cả những gì đã sắp sẵn rồi, chỉ chờ cô bước tới mà thôi. Chẳng hạn như tôi giúp cho chồng của bà Hiền, cuối cùng thì ông cũng rời khỏi bả. Đối với bả mà nói dường như là cái bẫy chết, nhưng mà cuối cùng rồi thì bả lại quen được cô, lại trị hết bệnh tâm thần cho bả luôn, cả tới ngày giờ này đưa ra cái chỗ tốt để mình làm căn cứ địa và giúp cho mình làm việc. Tất cả nhân quả quả phước lúc bây giờ không thể nào đoán được, tới lúc rồi thì tự nhiên mình sẽ hiểu. Lúc nào mà thấy khổ phải nhớ lời nói này của tôi. Christmas trees were tall.
We used to laugh while others used to play. Ông là Phương Tân Hiệp hả? Tôi tên là Linh, chú Đi đã giới thiệu tôi tới. Tôi đưa ông về khách sạn nghỉ ngơi trước nha. Bây giờ rồi. 2:15. Làm phiền cô đưa tôi tới hạ cung phía trước. Được, mời. Now we are tall and Christmas trees are small and you don't ask the time or day. But you and I are never. Cô Linh. Cô Linh à. Sorry, chuyện gì? Cô Walkman không? Có. Cho tôi mượn chút được không? Cảm ơn. Lo này, được rồi. Vô lo này cho tôi đi. Vô liền đi. Khách hàng đang chờ đó, lấy hết đi. Mua hết đi. Bán hết ra 33-32, toàn bộ mua hết vô đó. Buông 4 tay 7-1. Toàn bộ mua hết. Phải. 5 tay 1-3-7-0. Vô cả 10 tay. Hộ khẩu của ông tổng số được là 228.400. Cảm ơn. Không gì. Mình đi. Các phòng lớn đã hết, nhưng tôi đã căn dặn rồi, khi nào có sẽ đổi ngay cho ông. Không cần đâu. Phòng lớn cách mấy cũng chỉ là nằm nửa cái giường thôi. Tôi ở cái phòng kế bên, có gì cứ quật kiếm tôi. Tôi xin phép. À phải, có thể cho tôi mượn tiếp cứu quát mê được không? Cảm ơn. Đi cái sáu. Ok, take this one. Thank you. Excuse me. May I borrow this? Cô kiếm tôi có chuyện hả? Tôi đã mua giùm ông cái Walkman. Có tên của ông để khỏi bị mất. Cảm ơn nhiều. Bao nhiêu tiền vậy? 3.500.
Còn thêm chút đỉnh, mày muốn trả nha. Từ từ rồi tính. Tôi muốn lấy lại cái quốc mệnh của tôi. Cảm ơn. Không làm phiền ông. Cô ở nhà phòng thôi không vậy? Nó hát cái gì vậy nè? Một ngày kia có một em bé ra ngoài đường, buổi chiều xuống một con muỗi bay vô về. Xin lỗi, tôi muốn... Tôi cũng định đem qua trả cho ông. Cảm ơn. Tôi chưa từng thấy ai trong một ngày đã nói với tôi nhiều tiếng cảm ơn như vậy. Chào cô. Mười tay 337, mười tay 199. Khoan đã.